Đồng chờ anh phí lên anh phí nước phí lên đó chứ bệnh không có lấy quả không vậy. Đang tưới chăm sóc hoa. Lấy luôn hả? Lấy thì cứ lấy luôn. Đang có ý. Anh nói con nói là anh nói là mà đang mà ít thức ăn đấy mày à? Thì mày ăn cho nên đấy. Thấy anh nói đứa thì anh về lấy lại đi mua thức ăn. Thì hết đấy này hỏi con nói chứ mẹ con nói thức ăn đây à hỏi chứ ăn đấy chứ mấy bà mẹ nấu con đầm thịt thế mà thế này hỏi ra mà ít đó thì mẹ ăn cho hết. Video của mình đến đây là xong nhé, xin chào.